Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn một cái chủ đề mang tên gọi người thứ ba và mặt nạ hôn nhân. Khi mà người đàn ông vướng vào cái câu chuyện ngoại tình và người tình của họ là một người tình cao thủ, tức là người thứ ba là cái kiểu người cao thủ. Đây là một cái kiểu người khá là nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của những người vợ. Khi mà người thứ ba này xuất hiện thì rõ ràng chồng của bạn là một cái đối tượng mà người thứ ba này rất ưng ý. Đối với cái kiểu người thứ ba là cao thủ thì cô ấy nắm rất là rõ về cái phần tâm lý của bạn và chồng của bạn á. Khi mà người phụ nữ đã yêu chồng của bạn, họ sẽ biết những thông tin của bạn. Công ty của bạn làm ở đâu, cha mẹ của bạn, những cái liên hệ của bạn trong cuộc sống, thông tin cá nhân của bạn coi như là được người thứ ba thấu suốt hết á. Đối với kiểu người này, họ không bao giờ làm phiền chồng của bạn trong cái giờ anh ta ở nhà với bạn đâu. Họ tỏ ra là một người rất biết điều, mà thật sự ra họ rất là khôn. Họ khôn nhiều hơn là họ biết điều. Bởi vì họ biết rằng một người đàn bà mà đeo đuổi theo người đàn ông sẽ không bao giờ được người đàn ông yêu thương. Mà chỉ có cái kiểu người đàn bà luôn ở trong cái trạng thái là 50-50, tức là cũng yêu anh đó nhưng mà cũng có thể xa anh, hoặc là yêu anh đó, biết điều cho anh đó và nghĩ rất là nhiều điều tốt đẹp cho anh đó. Cái người yêu thật á, thì người ta mới suy nghĩ thật nhiều. Còn cái người mà yêu nửa chừng á, thì dường như họ cũng đứng ở một chỗ để mà yêu thôi. Nhưng mà người đàn ông yêu thật, người đàn ông ngoại tình thì chạy theo người thứ ba sướt mướt. Có những người đàn ông si tình đến mức mà nhớ vợ của người ta, đến mức mà đứng trước cửa nhà của kẻ đó rất là lâu không về, bởi vì muốn bước vào thì lại gặp chồng người ta yêu vợ của kẻ khác đến mức ngây ngất si cuồng. Khi mà yêu quá hóa điên lại dùng những cái lời nói không nhận thức được, không kiểm soát được lời nói, tức là lời nói nó phun ra một cách hết sức là không kiểm soát, khiến cho người vợ hiểu được điều này. Người vợ cũng nhận định ra rằng chồng của em là cái người đàn ông đã biết rất là nhiều cái mùi gái trước khi lấy em. Chồng của em cũng dạng là cao thủ, dân ăn chơi thứ dữ đó. Vậy mà người đàn bà này có thể làm cho chồng em yêu, mà khi cô ta đang có chồng thì người thứ ba này cũng là một đối thủ rất là đáng ngờ. Em cũng không phải là thứ vừa, nhưng mà em cũng không tự tin rằng em có đủ khả năng để có thể xoay chuyển được tình huống. Chính vì vậy mà cô ấy tìm đến với tôi. Cô ấy nhận định rằng trong những cái thời gian qua mà không có tôi chắc cô ấy bị khùng, chắc em khùng quá chị ơi. Bởi vì thứ nhất là cái cơn ghen nó trào đến, mà người vợ thì không muốn để cho chồng biết rằng bản thân cô ta hiểu rõ là chồng đang ngoại tình, nhưng mà cô ta làm bộ như không biết gì. Bởi vì cô ấy không muốn để cho chồng cô ấy hiểu rõ rằng cô ấy biết anh ta đang chà đạp, làm tổn thương cô ấy. Cô ấy không bao giờ dám hỏi một cái câu là anh đang ngoại tình phải không? Hoặc là anh đang phản bội tôi phải không? Cô ấy không bao giờ hỏi câu đó. Bởi vì cô ấy sợ người đàn ông đó đơn giản chỉ là vậy thôi. Có rất là nhiều cái cơ hội mà người đàn ông á muốn gài cô này vào cái thế là để cô này phải hỏi một cái câu là anh có cái điều gì giấu em không? Nhưng mà cô này cũng không hỏi, cô không muốn nghe cái câu trả lời đó, nên chồng của cô không có cơ hội được nói ra. Có nghĩa là người đàn ông này ngoại tình thì trong cái tâm lý của người đàn ông này cũng sợ vợ anh em khi mà mình ăn chả, ông ăn chả thì bà anh em. Cái tâm lý của một tên trộm thì trong mắt của hắn luôn luôn ở đâu cũng có cái đồ để mà ăn trộm, hoặc là đâu đâu cũng có những cái thằng ăn trộm giống như hắn. Chính vì suy bụng ta ra bụng người nên là anh ấy cũng lo sợ rằng vợ anh ta ngoại tình với người khác. Chính bởi cái suy nghĩ như vậy mà có những lúc
anh ta vô cớ về gây lộn với vợ. Muốn hạch hoẹ vợ và hỏi vợ những câu như là: em khóa máy để mình đi chay gái phải không? Thì ngược lại người đàn bà cũng có thể hỏi là: còn anh có cái chuyện đó không mà nói tôi? Nhưng mà người vợ này không nói những câu như thế. Nói những câu như thế, hỏi những câu như thế, nếu mà chồng ừ một cái hoặc là chồng công khai một cái chuyện đó thì người vợ này cảm thấy bị tổn thương. Cô ấy sợ cái câu trả lời, ngăn cản mọi cách để cho người đàn ông này không được công khai cái chuyện ngoại tình, không có được nói ra những cái chuyện như vậy. Người chồng mỗi lần đi gặp tình nhân 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng thì người vợ trong cái lúc cao trào canh đến phút 50 mới gọi. Thì người vợ này tính rồi, từ cái thời điểm hai người đã bước đến cái nơi mà họ thường gặp nhau, họ tắm rửa, họ nói chuyện, họ mân mê ăn cơm hoặc là uống nước hoặc ăn trái cây gì đó thì bắt đầu mới hành sự. Đúng vào lúc cao trào nhất thì người vợ này thường gọi điện thoại. Mà người đàn ông này ấy, vì những cái mối quan hệ làm ăn không thể khóa máy được, làm chủ quá nhiều cửa hàng không thể khóa máy được, nên là nhiều lần như thế cái người thứ ba rất là nhạy cảm. Có thể là cả người đàn ông cũng biết rằng: ủa tại sao mỗi lần hai người này ở bên cạnh nhau thì vợ luôn luôn gọi điện thoại vào giờ đó, như là nhắc nhở cảnh tỉnh chồng của mình. Thì cái cảm giác của cái người mà đang làm những cái chuyện không được đúng lắm đó, thì họ sẽ có cái cảm giác là bị theo dõi, nhưng mà không phát hiện ra là bị theo dõi bằng cách nào. Bị theo dõi bằng điện thoại hay là gắn định vị vào trong xe hơi hay là mướn thám tử tư thì không biết được. Chính vì vậy mà anh ta quay trở về với một cái mặt nạ là nói những cái lời úp úp mở mở để cho vợ mình lộ ra, hoặc là để biết rằng vợ của mình biết chuyện của mình ngoại tình đến đâu rồi. Nhưng mà người vợ lại cứ làm như mặt ngây mặt ngô, không biết gì hết. Người vợ cũng đeo một cái bộ mặt thiên thần dại khờ, nhưng mà thật ra không có khờ. Người vợ này biết hết. Nhưng mà cái điều khó nhất là làm sao để giữ được cái sự im lặng khi mà bạn biết hết tất cả mọi thứ. Có một cái câu hỏi mình đặt cho cô ấy rằng: em có thấy em tội nghiệp không em? Em có thấy em tự đáng thương em không? Thì người phụ nữ này trào ra khóc. Và cô ấy nói rằng: em rất là đáng thương cho số phận của em. Nếu mà em xấu, em khổ, em nghèo, em ngu, hoặc là em không biết làm gì thì em không có thấy mình tức. Đằng này em đâu có phải là xấu, em đâu có phải là khờ, em đâu phải là không được kiếm được tiền. Em cũng rất là yêu chồng, thương con, biết nấu ăn. Em đẹp chứ em đâu có xấu đâu mà đến mức như vậy. Em tủi thân lắm chứ. Nhưng mà em chỉ dám khóc khi mà không có chồng. Bởi vì em khóc trước mặt chồng em sợ chồng em biết là em đang biết chồng em đang ngoại tình. Cái nỗi đau này nó đau lắm chị. Cô ấy đã xem rất là nhiều video của mình và cô ấy nói là: trời ơi chị ơi, cái nỗi đau của em nó giống như những lời chị nói, đau như là thiến chị ạ. Đau lắm. Nhưng mà em vẫn cứ phải giả bộ như là một kẻ không biết gì. Bởi vì khi em biết chồng em ngoại tình là chồng em có thể ngang nhiên công khai ngoại tình với một người đàn bà khác. Chính vì vậy mà em cũng phải dùng một cái mặt nạ như là không biết gì để cho chồng em đừng có nói ra cái điều đó. Nói ra như vậy làm cho em tổn hại, làm cho em có cảm giác là chồng em sẽ công khai và từ đây trở đi anh ta sẽ đường đường chính chính ngoại tình trước mặt em. Em sẽ trở nên vô dụng và không thể nào kiểm soát được. Em chỉ muốn đứng ở trong bóng đêm để quan sát xem họ đang làm gì. Em muốn chứng kiến những cái vai diễn của anh ta khi mà chiếc mặt nạ ở trên gương mặt hai người là vợ là chồng với nhau, họ đều phải sống một cách khổ sở như vậy. Người đàn ông hàng ngày vẫn đi gặp tình nhân với cái cương vị là chủ, gặp nhân viên để mà cùng với nhân viên nó bàn luận. Mà người đàn bà là người thứ ba kia cũng có chồng. Bây giờ người đàn ông này làm chủ, tách hai vợ chồng thành hai cái tiệm riêng biệt. Người vợ cũng nói rằng bản thân cô ấy rất thiếu sót khi mà không nghi ngờ ngay từ phút đầu tiên. Cái vấn đề chính yếu là có người chồng cô ta làm chung chỗ nên là người vợ này không mấy để ý. Nhưng đến khi mà thấy chồng của mình tách hai vợ chồng ra làm hai nơi, quản lý hai cái cửa hàng và thường xuyên đi
làm việc riêng với vợ của người ta vào những cái ngày mà cô ta nghỉ việc làm. Người vợ này có lúc chạy theo để mà biết rằng người đàn bà đó với chồng của mình đang có một cái mối quan hệ gì đó rất là mập mờ. Và có một lần cô ấy bắt gặp được hai người này đứng trước khách sạn. Và cái nơi mà người đàn bà này quản lý thì chồng không cho phép người vợ này bước vào. Nói là không cho phép thì nghe quá đáng, nhưng mà người đàn ông này phân chia cho người vợ quản lý một lô cửa hàng. Và anh ta sẽ quản lý một lô cửa hàng. Và dường như anh ta không có mời người vợ này vào những cái cửa hàng mà anh ta quản lý. Chính vì vậy mà người vợ cũng giữ cái sự tự ái của mình, không vào kiểm tra. Vì cô ấy biết thừa rằng ở bên trong đó phải có một cái điều gì đó giấu che một người vợ như cô ấy. Bản thân bước vào hôn nhân, không ai muốn mình phải đeo một cái mặt nạ giả dối như vậy. Nhưng mà vì không muốn chồng mình ngoại tình một cách công khai, sợ chồng mình sợ chồng mình xác nhận khi mà người vợ đó hỏi là anh có ngoại tình không? Nếu mà anh ta nói rằng có, bây giờ anh ta đang yêu một người phụ nữ khác thì sao? Thì người vợ đã cảm thấy rất là xấu hổ, rất là nhục nhã, rất là ê chề nếu mà biết chồng mình đang ngoại tình. Về vấn đề quan hệ tình dục á, thì hai vợ chồng vẫn rất là bình thường, vẫn rất là hăng, vẫn rất là sung sức. Nhưng mà người đàn ông nằm bên cạnh người vợ này có những lúc giật mình. Và người đàn ông này có những lúc tự thú một cách rất là nhẹ nhàng, làm cho người vợ nhận biết ra những cái sự thay đổi khác lạ từ người chồng. Ví dụ như là chồng nói những câu ngày nào mà cũng làm như thế này chắc chết. Hoặc là khi mà người đàn ông thường xuyên giật mình trong đêm, rồi anh ta cũng tự trấn an mình bằng cái câu là hay là hoạt động tình dục quá nhiều. Mà trong khi đó người vợ với người chồng thì cũng bình thường chứ không phải là quá mức nhiều. Đó chính là những cái lời nói khiến cho người vợ nhạy cảm và nghĩ đến. Trong cái tình huống người vợ này rất là tinh, người vợ này biết được cái khoảng thời gian nào chồng mình gặp người phụ nữ đó. Mình đã khuyên cô ấy rằng nếu khi em biết mà em không muốn bỏ chồng, em không thể thay đổi tình huống, thì em nên tháo gỡ những cái phần mềm đó đi, hoặc là em đừng có mướn người theo dõi nữa. Nhưng mà cô ấy nói rằng cô ấy muốn biết sự thật và cô ấy muốn kiểm soát cái điều đó, mặc dù cô ấy sẽ vẫn cố gắng để mà đeo một chiếc mặt nạ không biết gì. Đeo một chiếc mặt nạ viết chữ em không biết gì, em không biết rằng anh ngoại tình đâu, nhưng thật ra em biết hết đó anh ơi. Cô ấy vẫn đeo một chiếc mặt hiền hòa như vậy, ngày nào cũng nói với chồng bằng những cái lời rất là hiền hậu, yêu thương, không có nóng giận. Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy luôn luôn sợ mình nóng giận, nên là ngày nào cũng gặp mình để mà nói trước, gần như là làm một cái bài văn trước để mà tối nay nói cái gì với chồng, và trong cái tình huống chồng mà nóng giận thì sẽ nói cái gì. Tức là cô ấy không đủ bình tĩnh và cảm thấy an tâm hơn khi có một người tư vấn cho cô ấy để mà kìm cái sự nóng giận của cô ấy xuống. Có những lúc cô ấy nổi nóng lên, cô ấy muốn là đến cái tiệm đó để mà gặp người đàn bà đó, hoặc là nhắn tin cho chồng của người đàn bà đó, hoặc là muốn hét toáng và đập đồ để mà gọi chồng về nói vào mặt anh ta những cái câu là anh đang ngoại tình tôi biết thừa rồi đó, nhưng mà tôi giả bộ làm ngơ đó. Nhưng mà cô không làm, kìm hết tất cả cái sự đau đớn và tổn thương đó, nén vào bên trong và òa khóc một mình trong nhà tắm. Đáng thương không các bạn? Rất là đáng thương. Nhưng mà có những người phụ nữ hành xử như vậy. Nếu mà một người thứ ba nào đó đang có chồng mà yêu chồng của người đàn bà khác, có phải là bạn đang làm tổn hại đến một người đàn bà khác cũng yêu chồng hay không? Nếu mà tình yêu của bạn có được trong cái sự đau khổ của người đàn bà khác, bạn có cảm thấy mình có lỗi với người đàn bà đó hay không? Cái vị ngọt trong cái việc ngoại tình nó rất là mê đắm, nó khiến cho con người ta lu mờ lý trí và không còn đủ sáng suốt nữa để mà nhận thức ra mình đang làm gì. Và thậm chí có những người ngoại tình rồi đổ lỗi cho bạn đời và cho rằng cái hành động họ ngoại tình là cái điều chính đáng, vì tôi bị thúc đẩy, vì cuộc đời ngang trái, vì cuộc đời an bài nên tôi mới gặp và yêu cái người đàn bà hoặc người đàn ông đó trong nghiệt ngã. Chúng tôi có lỗi, lỗi là vì chúng tôi lỡ
kết hôn trước đó mà thôi. Có những người ngang ngược đến mức như vậy. Có những người không thể đủ sáng suốt để nhận định ra rằng họ đang làm rất sai. Họ đang sai mà họ xoay xoay cái sự việc làm sao cuối cùng họ xoay thành họ đúng. Họ ngoại tình trong cái chuyện đúng. Họ xác định rằng và họ nghĩ rằng những cái yếu tố khác đẩy họ đến với cái chuyện ngoại tình, chứ thâm tâm họ không có muốn ngoại tình. Họ luôn là nạn nhân của cái điều sai trái, chứ họ không muốn, nhưng mà họ cũng không dừng lại được. Và khi đối tượng kia muốn dừng thì họ lại chạy theo van xin cầu khẩn, hoặc là bắt ép, hoặc là lôi kéo người đó ở lại với họ. Bạn thấy có oan nghiệt không? Đó, đó chính là cái sự u mê mà khiến cho con người ta bị lầm đường, lạc lối. Cái sự cố chấp của con người để mà mua lại những cái sự trói buộc cho chính bản thân mình. Đây là cái phần mà mình chia sẻ trong một phần tư vấn cho thân chủ. Đương nhiên có những cái sự khác biệt về tư vấn trực tiếp và làm một cái video như thế này. Nhưng mà điều mà Sóng Tình Yêu GB muốn truyền tải đến những người thứ ba là khi bạn đang có chồng, ngoại tình là một điều sai, và đừng xem đó là một sự an bài của ông trời. Cái đó không phải là số phận, mà do chính bạn làm nên những cái điều như vậy và cố tình biến cuộc sống của các bạn thành một cái số phận trớ trêu. Và rồi bạn loay hoay trong cái sự khổ sở, rồi bạn lại đổ lỗi cho tất cả mọi người về cái sai lầm của bạn là không đúng. Hãy dừng lại ngay khi mà các bạn còn có cái cơ hội. Bởi vì cơn ghen khi mà không được kiểm soát đúng và tốt thì không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Có những người phải mạng đổi mạng chỉ vì những cái sự ghen tức và sai lầm trong một phút bốc đồng nhất thời. Hãy cảnh tỉnh bản thân mình, hãy dừng lại trước khi quá muộn bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của Sóng Tình Yêu GB trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta sẽ định hướng lại được cái tư tưởng của mình để đừng sai. Hãy dừng lại những cái sai lầm của mình một cách tức thời và nhanh chóng nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.